Rồi, thôi tí nữa còn chưa quay xong cái này. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc sách truyện của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc tiếp chương 4 của bộ truyện Nhân cách nguy hiểm. Thế là anh nghe thấy rõ ràng về hơi thở trong lòng của bác sĩ Ngô này. Thật ra cũng không tự tin đến thế, cứ khích lệ một chút cũng được. Bác sĩ Ngô nói xong, phát hiện trên mặt vị khách họ Trình cuối cùng cũng có chút thay đổi. Sao thế? Còn có vấn đề gì sao? Chỉ đang chậm rãi rút tay ra. Không có gì, tôi phải đi rửa tay. Bác sĩ Ngô nhanh chóng nhớ đến một chuyện. Nghe nói lần tư vấn tiếp theo cậu mới hẹn vào ngày 25 tháng này. Xin lỗi, tôi biết. Chị Thanh đẩy cửa bước ra ngoài. Ngày 25 là sinh nhật con gái bác sĩ. Bác sĩ không có thời gian. Bác sĩ Ngô trố mắt há mồm. Sao tôi biết? Chị Thanh không có kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của ông. Hẹn sang hôm khác đi. Thời gian cụ thể tôi sẽ báo cho bác sĩ. Lúc anh ra ngoài, đúng lúc là buổi trưa. Nước mưa còn sót lại trên đường đã bốc hơi hơn phân nửa. Nguyễn Minh Nghệ còn đang ở đầu bên kia dây mạng chờ anh trả lời. Tất nhiên gì? Mấy anh em, cậu đến khoa tâm thần khám bệnh ô sạch sẽ ra. Rốt cuộc bác sĩ nói thế nào? Chỉ thanh lên xe, anh nhìn không chát. Nhớ đến câu nói đó của bác sĩ Ngô, rồi mà biến dạng không ngừng kêu ong ong bên tai. Cho tiếng ong ong ngày hàng, anh chợt tháo găng tay ra, nhìn bàn tay mình một hồi. Chỗ khớp thứ hai của ngón áp út bên tay phải thực sự có một vết sồi mà bản thân anh chưa từng phát hiện. Vết sồi đó rất nhỏ, nhưng không phải vì màu da tái nhợt quá mức thì rất khó bị người khác chú ý. Tay cậu rất đẹp. Có ai từng nói ngón tay của cậu rất dài chưa? Chị Thanh nhìn chằm chằm vết sồi nhìn lâu nhạt đó. Thử nhớ lại lúc ấy kẻ họ giải kim nắm lấy tay anh. Ngoại trừ mấy câu nói nhảm nhí trong miệng hắn, thì anh còn nghe thấy gì nữa không? Bên ngoài cửa xe, phong cảnh dần lùi lại. Sau khi nhìn một lúc, chị Thanh mới nhận ra. Vừa rồi, tên lên kia chạm vào tay anh, nhưng anh lại không đọc được gì cả. Bạn sẽ đến với chương 5, xác mèo. Tiếp theo, mình sẽ hít xem từ trong lòng mỗi người đều có bí mật. Chị đang xuống xe, bảo vệ phụ trách canh cổng của tiểu khu có một gương mặt hòa ái. Các mặc một cái áo ngắn màu xanh quân đội, vẻ mặt tươi cười mở cửa dùng người dân. Xin chào, đi đường cẩn thận, chú ý an toàn. Đã có mối quan hệ vô cùng hòa hợp với phần lớn người ở đây. Lại dắt chó đi dạo à? Hôm nay Phượng Tài trông có tinh thần hơn mấy ngày trước nhiều. Mọi người đều khen gã là một người tích cực hướng về trước, vô cùng lạc quan. Chỉ có chị Thanh biết, thực ra đã bị trầm cảm rất nặng. Nụ cười treo trên mặt chỉ là một cái mặt nạ. Buổi tối mở to mắt cả đêm nhìn trần nhà gần người. Mỗi ngày mình đang làm gì? Mình còn sống để làm gì? Pít, khóa cửa được mở ra. Mình sẽ thích quyền. Chị Thanh hơi hút mắt. Trên gương mặt bảo vệ vẫn đang treo nụ cười quen thuộc. Con đường bên trong tiểu khu rộng rãi, các tòa nhà san sát nhau. Chị Thanh đi từ cổng vào, trên đường có một nhân viên vệ sinh đội mũ chắn gió để xe đi ngang qua. Công nhân vệ sinh khom người, làm việc vất vả quá sức, khiến hắn ta trông già hơn rất nhiều so với tuổi thật. Trong xe vệ sinh, đặt mấy loại dụng cụ, trở về rác. Vợ hắn ta mới qua đời tháng trước. Có hộ dân tốt bụng sẽ gom chai nhựa rỗng lại đưa hắn ta trước khi đi, lão em nói. Nghe bi thương. Ok. Vậy là mình đã đọc xong phần truyện này rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của mình.
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.